Sáng ngày 23 tháng 9, ông Dương Hiệp Hòa, Bí thư Đảng ủy phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết vừa nhận báo cáo cụ thể và đang chỉ đạo các đơn vị thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình bà Nguyễn Thị Tê, sinh năm 1964, bị tai nạn tử vong ở vách núi Bà Hỏa. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ chiều ngày 22 tháng 9, bà Tê cùng chồng lên lưng núi Bà Hỏa để tìm đào rễ cây thuốc về chữa bệnh. Quá trình này, hai vợ chồng bất ngờ bị ong đất đuổi đốt. Do hoảng sợ nên bà Tê chạy ngược lên núi, còn người chồng chạy xuôi xuống núi. Trong lúc chạy, bà Tê không may bị té, đập đầu vào tảng đá tử vong. Trong khi đó, người chồng chạy về đến nhà thì kiệt sức, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trong đêm ngày 22 tháng 9, khoảng 100 người dân cùng lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm kiếm và đã thấy thi thể.